Sau khi tỏ tình, trong tập 24, Cố Xuyên đã đưa Tiểu Ninh đến gặp ba mẹ mình. Bốn người cùng nhau ăn cơm. Nhân cơ hội này, Cố Xuyên đã bộc bạch tất cả những lời trong lòng, xin lỗi ba mẹ về những sai lầm trước kia của bản thân. Ba mẹ dĩ nhiên là không trách cứ gì con trai. Ngược lại, mẹ của Cố Xuyên còn nói, nếu như không phải vì con ngang bướng, thì sẽ không thể nào gặp được một cô gái tốt như Tiểu Ninh. Sau khi nghe những lời này, Cố Xuyên liền nắm lấy tay Tiểu Ninh và nói rằng gặp được cô ấy là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con. Hai người đúng là trời sinh một cặp, Tiểu Ninh lúc này cũng nhìn anh với ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.